Rồi, chào toàn thể các bác nhá. Đến hẹn này lên thì hôm nay là ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023 thì em lên clip mới nhá. Hôm nay lên cho bác cái lô máy cắt cỏ thì nó cũng vẫn như thường lệ thôi. Nó sẽ gồm rất là nhiều những cái mẫu khác nhau này. Đấy. Những cái mẫu này thì bên em có đan xen cả những cái máy dọn lổ ok rồi và những cái máy chưa dọn nhá, để cho bác về tự dọn. Đấy. Ví dụ những cái máy dọn lổ ok rồi thì nói chung các bác về chỉ việc dùng thôi. Thế còn những cái máy nào ví dụ là hàng chưa dọn thì bên em vẫn bao cho bác là hơi lửa ok, ngon lành. Rồi là bao giật hơi tốt với bao có lửa cho bác nhá. Đấy. Nói chung là cũng gồm rất là nhiều những máy khác nhau này. Đấy. Tí nữa thì em sẽ đi vào chi tiết cụ thể cho bác cái lô máy này nhá. Thế còn bác nào cần cái lô máy gì thì cứ liên hệ bên em. Thì bên em đây ở trong cái đống bạt này này. Nó trời nó đang chuyển mưa. Đấy. Hôm nay thì quay hơi muộn. Thế nhưng mà tôi vẫn tranh thủ lên cho bác cái lô máy nhá. Đấy, máy đợt này nó rất là sẵn. Nên là bác cần hệ gì thì cứ liên hệ bên em nhá. Đấy. Đây. Ba lô ba liếc rồi là đầu máy rồi này. Nói chung đủ các thể loại. Đấy, đây nhá. Komatsu, Mitsu rồi là máy mới nhá. Đặc biệt thì đây, Mazu đây, chọn em định chuẩn bị soạn lô Mazu cho bác đây. Đây. Đấy, nói chung là cũng gồm rất là nhiều các thể loại máy khác nhau. Thế còn phần đầu chương trình thì lúc nào em cũng sẽ dành một ít thời gian để giới thiệu cho bác về cái sản phẩm chè địa phương nhá. Bởi vì chỗ em có một cái lợi thế rất lớn, đó là đất chè các bác nhá. Thì bác thể là search trên mạng địa chỉ là ở Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình. Có nông trường chè sông Bôi nhá. Chỗ em là cả một cái nông trường chè rất là rộng lớn. Chính vì thế là các bác mua chè chỗ em là được cái giá gốc luôn nhá, không qua trung gian. Giá thì bao cho bác là rẻ nhất trên thị trường luôn. Nói chung là không một nơi nào có thể là cạnh tranh được với cả đất chè. Đấy. Thế thì em giới thiệu qua cho bác về phẩm chè này. Thì đây là chè này, chè trong bao lớn này. Và đây là chè thành phẩm gửi cho bác này. Bác có thể nhìn cái búp chè của nó thì thôi đúng rồi, khỏi chê luôn này. Chè búp móc câu rất là ngon luôn nhá. Đấy, chè thì bao cho bác là chè mới 100% luôn, không phải chè cũ. Đấy. Nên là bác mở bao bì chè ra nó sẽ có vị thơm đặc trưng của chè mới. Đấy. Thì chè thì bên em thì có những cái loại như sau này. Loại thứ nhất là loại 130.000 trên 1 kg. Loại thứ hai là loại 170.000 trên 1 kg và loại thứ ba là 200.000 trên 1 kg nhá. Thì bên em sẽ ship từ 1 kg trở lên. Bác nào mà mua từ 1 đến 3 cân thì phí ship của nó rất là rẻ thôi, chỉ từ 26 cho đến 35.000. Và đặc biệt bác nào mua số lượng nhiều trên 3 kg bên em bao ship luôn nhá. Đấy. Thì trên 3 kg nó áp dụng với loại chè 130.000. Thế còn bác nào mua loại 170 và 200 thì từ 2 kg đổ lên là bên em đã bao ship rồi. Nên là bác không phải lo về chuyện phí ship nhá. Đấy. Thì nói chung là các bác cứ có nhu cầu là alo bên em theo hai số điện thoại đây. Bác nào mua máy mua chè thì hệ số thứ nhất. Bác nào mua chuyên về chè, đặt hàng về chè hoặc là cần tư vấn kỹ hơn về các loại chè thì bác liên hệ số thứ hai nhá. Đấy. Chè rất là ok cho bác luôn đấy. Đấy, ok. Thì ngoài cái việc bán hàng nghĩa địa Nhật nhá, rất là phong phú và đa dạng thì bên em còn bán cả hàng mới đấy bác nhá. Hàng mới thì toàn là những cái mẫu máy mới 100% hàng phun thùng như này. Thì những cái mẫu này thì bên em đã bán ra thị trường từ cách đây rất là lâu rồi. Những cái mẫu này thì gọi là các bác dùng thì cực kỳ ngon và ổn định nhá. Đấy. Mà giá cả thì nó rất hợp lý. Thì những cái mẫu này toàn là những cái mẫu công suất lớn thôi, tùy yếu dành cho bác về phát cước. Đấy. Thì em đi vào chi tiết luôn nhá. Thì cái mẫu thứ nhất nó là cái mẫu Tosaki này, TS33, công suất 33cc, bít tông 36 ly này. Đây. Thằng này là bít tông 36 ly này. Đấy. Nói chung phát cước thì là bao ngon rồi. Thằng này thì bên em bán cực kỳ chạy nhá, bán ra thị trường đến vài trăm con máy rồi. Chất lượng dòng này rất ngon luôn. Đấy, nói chung em rất tự tin về cái mẫu này. Đấy. Cái giá của nó thì là hợp lý nhá, giá 1.600.000 bao ship. Đấy. Tặng kèm cho bác thêm một cái bát cước nữa. Đấy. Hợp lý cực kỳ luôn. Tiếp tục là mẫu thứ hai này. Mẫu thứ hai thì nó là cái mẫu Jaken. Tên nó là mẫu Jaken này. Jaken 143. Thì thằng này nó thiết kế theo mẫu máy giống của máy Thụy Điển 143. Đấy. Đây. Bạn nhìn nó mẫu này thì thôi chất lượng thì khỏi phải bàn rồi, giá của nó thì cũng sẽ cao hơn các mẫu kia thôi. Đấy, dòng này thì chạy cực kỳ ngon, ổn định nhá. Đấy, bao cho bác dài phê. Thằng này thì công suất của nó trên 40cc, bít tông 40 ly nhá. Đấy, giá của thằng này là 1.900.000 bao ship cho bác luôn. 1.900.000 bao ship. Đây bác nhìn những cái tay gà, dây gà, nói chung là cái dây đèo nó xịn xò cực kỳ nhá. Rồi tiếp tục này. Bác nào mà quen dùng máy mẫu máy 4 thì liên hệ bên em luôn. Bên em có cái mẫu máy 4 thì này thì đây, cái mẫu 4 thì này thì bác không phải pha nhớt gì cả, dùng xăng không luôn. Đấy.
Thì cái mẫu này là thiết kế theo giống mẫu của thằng Honda GX35 này, y chang luôn nhá. Đấy, đồ đạc dùng chung luôn. Đấy, phụ tùng, phụ thiếc, bao la. Đấy, cái mẫu này thì bên em bán quá nhiều rồi. Mẫu này với cái mẫu trước là cái mẫu HD35 ấy, thì thực sự nó là một mẫu thôi. Đấy, đấy cái thằng này thì đây, bác để ý này, có đều có số seri hết, máy của nó đều có số seri hết. Đây, đấy, seri chống lốc này. Đấy, mẫu này thì xài thì bao cho bác là xài thoải mái luôn, không phải suy nghĩ nhá. Đấy, bên em bán cho các bác đi làm thuê thì nói chung các bác làm hết đồi này đồi nọ này, làm ra biết bao nhiêu con máy nhưng mà máy nó vẫn chả hỏng nhá. Đấy, ổn định như thế thì bác biết rồi. Giá của nó thì là 1850 bao ship nhá, 1850 bao ship. Rồi tiếp tục này, em chuyển sang mẫu tiếp theo. Mẫu tiếp theo thì nó là cái mẫu máy bình trứng trên này. Đấy, bác nào quen xài bình trứng trên lấy mà ngay mẫu này xem. Đó chính là cái mẫu Kamatsu KM411 Kamatsu. Đấy, mẫu này bình trứng trên này. Đấy, sử dụng chế giống kiểu chế xe máy này bác này. Công suất của nó là 41cc nhá, bít tông 40 ly. Đấy, cun 2 ốc này. Đấy, cái thằng này thì giá của nó là thằng này được giá tốt này, 1,6 triệu bao ship nhá. Đấy, bình thường đang bán 1,7 triệu đấy, mình chót giảm giá cho bác xuống 1,6 triệu thì bán nốt lô này với mức giá 1,6 triệu, nên lần sau có về thì lại 1,7 triệu nha. Ok, tiếp tục đây, em chuyển sang mẫu tiếp theo nha. Mẫu tiếp theo thì nó là cái mẫu đạt tiêu chuẩn và chất lượng Thái Lan luôn, đó chính là cái mẫu Hinota này, này tên của nó là Hinota 430. Đấy, công suất của nó 43cc nhá, bít tông 40 ly. Mẫu này thì giá của nó là 1,7 triệu bao ship nha bác nhá, 1,7 triệu bao ship. Mẫu này thì bao cho bác xài cực kỳ ngon. Đấy, tiếp tục này, bác nào mua cưa liên hệ bên em luôn nhé. Bên em có cái mẫu cưa mới là dùng cực kỳ ngon này, mà là trọng lượng của nó rất là vừa tầm luôn cho bác này, dùng thoải mái này. Đó chính là cái mẫu cưa Mitsu G750. Đây, trọng lượng của nó có 5,2 kg, ngon nhá. Đấy, công suất của nó tầm 45cc. Đấy, đóng lốc Mitsu luôn. Đấy, số seri, số seri. Ở đây có nói chung là phụ kiện đầy đủ cho bác nhá, nam xích chắc kiểu các kiểu, ốp la ốp điếc đầy đủ. Thằng này thì đang được giá tốt này, 1450 bao ship nhá, 1450 bao ship. Đấy, dùng gia đình thì thoải mái luôn. Đấy, ok. Thế còn bác nào mà hỏng đầu máy, những cái đầu máy nào, ví dụ bác nào mà hỏng những cái đầu máy mà cần thay thế những cái đầu máy thì liên hệ bên em luôn. Bên em có những cái đầu máy mới 100% cho bác về thay thế vào những cái đầu máy hỏng này, hoặc là gắn xịt thuốc hoặc các kiểu đấy. Mẫu thứ nhất nhá, mẫu thứ nhất là mẫu này này. Mẫu này là đầu máy 26cc, bít tông 34 ly này. Đấy, mẫu này thì bao cho bác là xài cực kỳ ngon, ổn định luôn. Đấy, giá của nó thì là 700 bao ship nhá. Đấy, mẫu 26 này là 700 bao ship này. Đấy, tiếp tục này, ví dụ bác nào mà cần cái mẫu đầu công suất lớn hơn, ví dụ như đầu 330. Đây, con này là nòng 36 ly này, bít tông 36 ly này, 33cc, là công suất 33cc, tôm lớn này. Đầu này 1 triệu một đầu nhá, hàng này bao cho bác xài cực kỳ ngon, Tosaki này này. Đấy, 1 triệu một đầu. Tiếp tục này, bác nào mà lấy cái 430 thì thích cái đầu 430 liên hệ bên em luôn. Bên em có đầu 430 công suất nòng 40 ly đây này, 43cc, 40 ly. Hàng Mitsukasu này, hàng này dùng bao ngon nhá, phê lòi mắt luôn. Hàng này với hàng Hinota nó là một thôi. Đấy, nó một thôi. Nó là thằng đầu là đầu không này, 1,1 triệu một đầu nhá. Đấy, 1,1 triệu một đầu. Thế còn bác nào mà thích dùng công suất lớn hơn nữa thì lấy mẫu này cho em nhá. Cái mẫu này là công suất là gần như là lớn nhất rồi. Là mẫu Mitsu TL52 nhá. Công suất của nó là 52cc, bít tông của nó lên tới 44 ly. Khủng luôn. Đây, mỗi máy của nó đều có số seri ở trong lốc hết. Đấy. Thằng này thì bên em bán này rất là chạy này, thằng này cực kỳ chạy luôn. 1,2 triệu một đầu nhá, bao ship. Đấy, 1,2 triệu đầu bao ship. Rồi tiếp tục này, bác nào quen dùng máy 4 thì liên hệ bên em luôn nhá. Bên em có mẫu máy 4 thì này này. Đấy, 4 thì này thì bác dùng xăng 4 thì mới 100% hàng GX35 này. Hàng này thì bao cho bác xài quá ngon rồi, ổn định rồi. Và giá thì rất tốt, 1,050 bao ship, 1,050,000 bao ship nhá. Đấy, giá quá hấp dẫn luôn, mà chất lượng thì khỏi phải bàn. Thế còn bác nào mà mua cái bơm xịt thuốc thì cũng liên hệ bên em luôn. Đây, bên em có những cái bộ bơm xịt thuốc tum nhỏ và tum lớn này. Đấy, loại bơm này là bơm vuông nhá. Đấy, giá của nó thì là 700 bao ship. Đấy, 700 bao ship. Ok, thế là xong cái phần máy mới nhá. Thì bên em chuyển ngay đến cái phần máy bãi cho bác luôn, để tránh mất nhiều thời gian cho bác. Đấy, thì cái nô máy bãi này thì nó đây, thì em đi vào chi tiết luôn này.
Hôm nay lô của hôm nay sẽ là lô hôm qua là lô K nhá. KM nhá. Hôm nay nó lô M nhá. Đây M có con này đẹp quá mà nó lại bị cháy tum này bác này. Con này thì bán cho bác về lấy đồ nhá. Cháy tum con này là hậu Mitsu luôn, Mitsubishi đời GUB. Con này 27cc này. Đấy, chế là chế hay họng tiết kiệm xăng này. Đấy, con này thì còn đẹp lắm, vỏ viếc ngon lành luôn. Nhưng mà nó bị cháy tum các bác nhá, cháy cái tum này này. Đấy, bác nào mà lấy con này về lấy đồ là ok luôn này. Cần đẹp luôn này. Đấy. Cần đẹp tay ga như tay ga bóp hay sao. Đấy, tay ga bóp xịn sò. Đầu bò thì nó đầy đủ chén kẹp nhá. Đầy đủ chén kẹp luôn đây. Đấy bác thấy không? Đấy. Đầu bò đẹp luôn nhá. Đấy. Con này 27cc này, đây này. Mitsubishi đây này, đấy, nó là thằng Mitsubishi đấy. Đấy. Con này bị mỗi cháy tum thôi này. Bác nào mà có những cái con như này là lấy con này về làm đồ là tuyệt vời luôn đây này. Đấy. Hơi ngon nhá. Đấy, hơi ngon tuyệt vời luôn. Đấy, thì cái con này là nếu mà nó không bị cháy tum là nó phải tầm 1,3-1,4 triệu đấy. Thế nhưng mà nó bị cháy tum này tính cho bác giá là bao nhiêu được nhỉ? M1 nhá. M1 con này tính cho bác M1 này, đây 27cc này, TBE27 này. Mitsu này, M1 này. Con này tính cho bác giá là 900k nhá. Đấy. 900k. Hơi nửa chắc là ok đấy, mỗi bị cháy tum thôi. Đấy nhá. Nếu bác nào về thiết kế ấy là ngon đấy. 900k. Rồi tiếp tục này. Đây em có mấy cái có hai cái đầu máy này nó về nó bị cong gãy cần đấy, cong cần đây này. Đây có cái mẫu này. Mẫu này có cái mẫu ba lô Mitsu cô bướm đây này, cô bướm 26 tum rời đây này. Đấy, cô bướm 26 tum rời ngon đây này. Đấy, mà tum tiếc đẹp này. Đấy, cái em bán cái đầu máy nhá. Thì không bán cái tum này nha, tum này để thử máy cho bác nghe thêm tiếng máy thôi. Đấy. Con này tum rời tum 260 này. Cô bướm 26 nhá, 26 đây này, 265 trợ lực này. Trợ lực to à. Đấy, lại đây. Cái đầu này của nó là cái vỏ lòng zin này, vỏ lòng zin nhưng mà cái nó bị xước trái này, tức là xước trái bít tông ấy. Đấy, lòng thì không bị sao nhá, cái vỏ lòng không sao, đẹp luôn. Đấy, tuyệt vời luôn nhá. Đấy thì cái con này thì thay trái mới, thay trái bít tông mới nhá, cái còn lòng zin nhá. Đấy. Chế zin nguyên bản nhá, one bezel nhá. Đấy. Cái con này thì ngon rồi, hơi bực bực nhá. Con bướm 26 nhá. À, con này là con M2 nhá. M2 con này tính cho bác giá là 1,1 triệu một đầu nhá. Đấy, 1,1 triệu đầu máy này. À, để tính cho 1 triệu đi. Đấy, 1 triệu nhá. Gắn xì thuốc đúng bài luôn. Tiếp tục có cái đầu Makita 26 này. Đầu này Makita 2600 này. Đấy, đây 26 đây. Makita. Đầu này tum của nó là ống cần của nó là 24 ti 10 khía nhá bác nhá. 24 ti 10 khía. Tức cái ti bên trong này là 10 khía này. Đấy. Đầu này thì còn đẹp ok này. Nó bị cong cần gãy cần này. Đấy. Thế thì còn hơi lửa của nó thì ngon. Đấy. Con này thì nắp chế mới đây, nắp chế mới cho bác chạy luôn. Ôi, dây giật trắng sáng luôn. Ok đấy. Đấy. Ok nhá. Đấy. Con này hơi tốt đấy. Đấy, con này hơi tốt này. Đây, dây giật trắng sáng này. Máy chưa dọn rửa gì đâu nhá. Máy bãi về là có chưa dọn rửa gì đâu nhá. Con này thì chế nó hỏng tay chế mới đi. Đấy. Ok nhá. Đấy Makita 26 lòng 34 ly. Đấy bác nào hỏng những cái đầu này thì mua đầu này về là đúng bài luôn này. Đấy. Con này là con M3 nhá. M3 này. Đầu không là tính cho bác con này tính cho bác 800k nhá, máy 26 đấy. Lòng 34 ly. Đấy, ok nhá. Đấy. Ok chưa? Đấy, thôi tính cho 700k để bán cho nhanh, 700k. Đấy, ok nhá. Tiếp tục này.
Đây em lên cho bác mấy cái con máy dọn nổ rồi này. Có nhiều con thì nổ rồi. Ok, ngon lành hết này. Con này đẹp quá này. Con Tanaka chân trống này. 20 mấy cc đây, made in Japan này, bình xăng này. Đấy, trắng chưa? Vỏ đẹp nhá, màu xanh này. Đấy. Con này tum tiếc đẹp này. Đấy, trắng không? Đấy. Ok nhá. Con này 20 mấy cc đây. Con này 23 cc này này, 235 đây này. Quá tuyệt vời luôn nhá. Đấy, nòng 32 ly. Tanaka chân trống. Hôm nay là đắt đấy, không phải rẻ đâu. Bác nào lấy bên em lắp cho đầy đủ chén kẹp đầu bò chắn cỏ lắp đã đầy đủ nhá. Ví dụ thiếu gì là bên em lắp cho đầy đủ hết. Đấy. Giá của nó thì lưu ý là giá của nó là chưa có phí vận chuyển nha bác nhá. Giá này thì em để cho bác bằng giá thợ thôi. Đấy. Lưu ý là bằng giá xỉ ấy. Tức là giá bán lẻ từng cây một là lại bằng với giá xỉ. Đấy. Đấy, bằng với giá xỉ nên là chưa có phí vận chuyển bác nhá. Lưu ý là chưa có phí vận chuyển. Phí vận chuyển thì nó cũng rẻ thôi. Nó rơi dao động ở mức là khoảng 50.000 một cây máy. Đấy. Thế còn bác nào mà mua thêm phụ kiện thì các bác cứ thêm vào 50.000 thôi. Là nó có đầy đủ phụ kiện. Phụ kiện thì gồm có dao này, bắt cước, dây đeo, tiếp mở buji, một cái lục giang mở ốc. Đấy, 5 món. Đấy. Ok nhá. Con này là Tanaka 23cc này. Con này nổ quá rát nhá. Ok nhá. Con M4 nhá. M4 Tanaka chân trống 23cc. Con này tính cho bác giá 1,2 triệu nhá. Đấy. 1,2 triệu. Như ý chưa bao gồm phí vận chuyển, chưa tiền phụ kiện gì bác nhá. Đấy. Bác nào mà muốn bao ship nữa thêm 50.000, bác nào muốn mua thêm phụ kiện thêm 50.000. Tổng con thanh toán con này về nhà 1,3 triệu. Đấy. Nói chung hợp lý nhá. Đấy. Tiếp tục này, em lên cho bác con tiếp theo nhá. Con tiếp theo lên cho bác cái con này phải nói là quá đẹp luôn, xuất sắc. Con này là con Komatsu G2KC. Con này là bên em vừa dọn nổ xong là cũng chưa có kịp vệ sinh vệ trước gì đâu nhá. Bác nào lấy là mai bên em vệ sinh xịt rửa cho cái vỏ ngoài. Nếu bác đây là bình xăng zin này, không phải bình xăng lô đâu nhá. Đấy, nhìn nó cứ tưởng bình xăng lô nhưng không phải nhá. Đấy. Con này nó là bình xăng zin. Bác chờ em chút. Giờ tiếp tục nhá. Cái con này là Komatsu G2KC. Con này là 22cc. 22cc và lòng bít tông của nó 32 ly nhá. Con này phải nói là nhìn bình xăng zin này thì thôi biết là con máy như thế nào rồi. Không phải quảng cáo nhiều. Đấy, nhìn đẹp không? Đấy. Tuyệt vời nhá. Đấy. À, tay cầm zin này nguyên bản này, đầu bò chén kẹp đầy đủ nhá. Đấy, nói chung là ngon đấy. Còn là nhìn sáng nước, chế nguyên bản của nó là chế one bezel ga ngang nhá. Đấy, ok chưa? Rồi, thế nào? Ồ, dây giật trắng phao này. Quá đẹp luôn. Rồi. Trong này phải nói là siêu bền này. Rồi. Chung con này thì các bác không phải suy nghĩ, xuống tiền luôn. M5 con này tính cho bác giá 1,2 triệu. Xuất sắc. 1,2 triệu nhá. Tiếp tục đây. Em lên cho bác con tiếp theo, con này vừa dọn nổ xong này. Con này là một cái con thuộc dòng gọi là, nó chính xác nó là con Mitsubishi TL20, nhưng mà nó là đời Ryobi nên nó màu vàng. Chính xác là thằng Ryobi nó thấy cái máy này ngon quá nó mua. Thế là nó đặt tên máy của nó là theo hãng máy của nó. Cái máy này thực chất là máy Mitsubishi TL20 nhá. Mitsubishi ấy. Nguyên zin nguyên bản 100% nhá. Có bình xăng lớn nó bị bể nên nó thay bình xăng mới thôi. Còn con này thì nói chung là rửa lên là đẹp thôi. Bên em vừa mới làm nổ chưa có vệ sinh gì cả. Đấy. TL20. Đây, TL20 này, thấy không? Đấy. Cần zin của nó nguyên bản như này nhá. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ nhá. Rồi. Thì cái con này thì nó nổ lại rát, rất rát luôn. Ok cực kỳ luôn nhá. Đây. Quay cho bác xem. Trông thế này thôi nhưng mà nổ ngon cực kỳ. Đây. Đấy, bên em bơm xăng.
lại này. Đấy, nhá. Rồi, con này thì nói chung bác sắm được những cái con này về dùng thì thôi không phải suy nghĩ. M6 nhá. M6 này. Con này tính cho bác 1 triệu nhá. Đấy, 1 triệu. Ok chưa? Rồi tiếp tục đây. Em lên cho bác con tiếp theo nha. Cái con này nói chung là phải nói là dạng siêu đẹp luôn, nhỏ nhưng mà có võ nhá. Thế bác nào mà thích cái con máy nào mà trọng lượng nhẹ mà dùng mà thích ấy, thì là lấy con này cho em. Con này là chính là con Makita Cóc. Nó hay là Zubin Cóc là nó luôn, 20cc nhá. Bác nhìn cái vỏ này, vỏ zin này, chưa có xịt bóng đâu nhá. Bình xăng này, trắng đến mức độ như này. Con này trọng lượng nhẹ nhất trong các loại máy nhá. Trọng lượng con này nó chỉ rơi cửa tầm trên dưới 4kg thôi. Nó nhẹ lắm. Đấy, nhìn, đeo không? Đấy. Con này thì nổ rất là ngon luôn. Dòng này thì dùng ok, máy đời mới đấy. Dùng ngon. Đấy, bác nào thích trọng lượng nhẹ mà bền thì lấy con này nhá. 20cc. Ok nhá, ngon đấy. Thôi con này thì không phải suy nghĩ đi. Nói chung các bác chỉ việc xuống tiền thôi là xong đấy. Okay. Con M7 nhá. M7 tính cho bác tính cho bác 950 nhá. Đấy, các bác về xài thôi. 950. Rồi tiếp tục này. Đây em có một con G3K này. Con này về là nó con này thì ngon ok cho bác này. Con G3K này là nó về nó bị vỡ bình xăng nên bên em tháo bình xăng bỏ luôn. Đấy. Con này thì các bác về kiếm cái bình xăng xong là các bác về dọn máy nhá. Đấy, cái con này thì hơi lại rất tốt này, kiểm tra bô biết ngon lành rồi. Bít tông đẹp sáng choang. Đấy, hơi đẹp. Đấy. Nó chính xác là con G3K. Đây G3K này, mặt tum tiếc đẹp này, thấy không? Cái con này thì bác về tự dọn nhưng bên em chưa có không có bình xăng chưa dọn đâu. Đấy. Vỏ đó au nhá. Đấy, cần của nó zin nhá, cần zin này, tay lái này. Đây, tay lái đây. Zin đây. Đấy. Đây 34cc, con này là máy to này. Đấy. Đầu bò là to đầy đủ, bao đầy đủ cho bác chấn kẹp luôn nhá. Đấy. Nan êm đấy, con này nó nan êm luôn. Đây nó đang bị thiếu cái chấn kẹp nhưng em bổ sung luôn, nan êm luôn nhá. Đấy. Con này thì bác phải kiếm cái bình xăng lớn này bác nắp vào xem là các bác rửa chế là chạy thôi. Đấy. Thì con này thì hơi rất tốt này. Hơi tốt, kiểm tra bít tông biết tiết các ngon lành rồi. Đấy, hơi ngon nhá. Đấy. Rồi, hơi ngon tuyệt vời luôn. Kiểm tra thôi. Đấy, con M8 nhá. M8 này, con này tính cho bác M8 này. Con M8 này. Con này tính cho bác 2 triệu mốt nhá. Đấy, các bác về tự xử. 2 triệu mốt. Tự xử. Và tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo lên cho bác con máy cũng con này cũng vừa dọn lổ xong. Con này là con Mazu Mazu con này 20cc nhá. Bác nhìn bình xăng zin này. Đây là bình xăng zin nhá, không phải bình xăng lô đâu. Nó trắng như này thì bác biết rồi. Chúng con mấy cái con Mazu này rửa lên thì rất đẹp luôn này. Không phải suy nghĩ này. Đấy tem tiếc ngon lành luôn nhá. Đấy. Trắng như này thì bác biết về dùng thì thôi, khỏi chê. Lổ thì cực kỳ rát luôn. Rất là lổ cực kỳ đanh. Đấy. Đây. Đấy. 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 Mấy con này thì gọi khỏi chê đi. Con M8 này. M8 con M9 nhá. Con M9 này là tính cho bác M9. Đấy tính cho bác 1 triệu một cây nhá, 1 triệu. Đấy các bác về xài thôi, 1 triệu. Mazu dòng này là trong lốc là có đóng made in Japan này, ngon lành luôn. Bên em lắp cho bác đầy đủ đồ tay lái các kiểu đầy đủ nhá. Nó cũng có thể là rửa cho bác sạch sẽ luôn. Đấy, ok nhá. Con này đẹp đấy. M9 1 triệu.
M10 này, M10 lên cho bác cái con này. Đây hôm trước bác nào hỏi dòng Echo trắng đây, thì em có dọn được một con Echo trắng đây. Con này thì nó có phải nói là bao đẹp cho bác luôn, không phải suy nghĩ. Đây là chưa có dọn rửa gì đâu nhá. Đấy, chưa rửa đâu. Nó bác về vệ sinh là đẹp thôi. Đây là bình trắng zin nhá, không phải lô đâu. Đấy, zin nó đẹp như này thì bác biết mòn máy đây, thấy không? Trắng cực kỳ luôn. Đấy. Đây, cái này nó chung rửa lên đẹp nhá, 22cc này. Vỏ không bể vỡ gì nhá. Đấy. Cái chế của nó hỏng là bên em thay chế mới cho bác luôn, mà chế ga ngang luôn nhá. Đấy. Chế ga ngang luôn. Thế thì nó lổ thì rất là ngon thôi. Không phải suy nghĩ gì cả, ngon lành cành đào cho bác luôn, mới 9%. M10 nhá. M10 con này nòng 32 ly đấy. M10 này, con này khá đẹp. M10. Con này tính cho bác 950 nhá. Nếu bác về dùng thôi, 950. Hay lắp đủ đồ cho bác 950. Ok, về xài thôi. Đẹp đấy. Ok. Tiếp tục này, em lên cho bác con tiếp theo nha. Cái con này cũng vừa dọn xong luôn, cũng chưa kịp có rửa riếc gì, nhưng mà con này lại đẹp nhá, tình trạng rất ok đấy. Con này nó là con, chính xác nó là con Robin Cox 21cc. Đây, 21cc, zin nguyên bản luôn. Đây da bích, nó trên là da bích này, tế tai đỏ này. Đấy. Dòng này thì là trọng lượng của nó là nhẹ nhất trong các loại máy này. Nó này, con này là sử dụng tay ga bóp xịn luôn này. Thấy không? Đấy. Con này rất là có ưu điểm đấy. Ưu điểm, rất ok. Thì con này thì nó có lổ thôi, dễ lổ thôi. Đấy. Đấy, tắt máy đấy, em vừa bên em vừa tắt máy xong. Nói chung là cũng bao ngon cho bác thôi, không phải suy nghĩ nhá. Đấy. Đấy. Thì con này M11 nhá. M11 này. Con này tính cho bác 900k đây. Nói chung các bác về tự xài thôi. Đấy. Ok. M12 này, M12 lên cho bác con này nhá. Có cái con này đẹp quá này, các bác về tự dọn nhá. Con này nó con Mitsu này. Mitsu TB27 này. TBE27 nhá. Máy đời mới đấy. Con này thì đây thiếu những cái nắp e này, bên em bổ sung cho bác này. Con này tum nhôm nhá bác nhá, tum nhôm này, ngon tuyệt vời luôn này. Đấy. 27cc, bình xăng còn trắng quá này. Đẹp. Đấy. Con này hơi rất là tốt luôn, hơi cực kỳ tốt. Đây. Hơi của nó khỏi chơi. Đấy, cục. Đấy. Đấy. Rồi, hơi ba tốt nhá. Vẫn còn xăng này. Đấy. Đang lổ không? Thường thường là mấy cái dòng này là nó dễ lổ đấy. Về xúc rửa chế đấy. M12 nhá. Cái này vẫn bên vẫn bao hơi lửa cho bác nhá. Con này luôn. M12. Con này tính cho bác giá là 1.200.000 nhá. Để các bác về tự xử. 27cc. Ok. Em lắp đủ đồ cho tôi. Tiếp tục này, có con tiếp theo này. Có con này là con Mazu này bác này. Mazu con này là 23cc này. Con này Mazu 23cc nhá. Đấy. Cái con này thì cái vỏ của nó thì nó hơi sạm màu. Nhưng mà được cái con này tum rời này. Tum rời tum 260. Đầu này bác này gắn xịt thuốc là ok nhá. Đấy. Bình xăng của nó bể là bên em thay bình xăng mới cho bác, nhưng mà loại dày luôn này. Loại dày đẹp luôn. Nó đẹp hơn bình xăng cũ rất nhiều nhá. Đấy. Tay cầm zin nó đây.
Đấy, nói chung bộ cần này rất là đẹp này. Đấy. Ở trên vẫn còn một cái lưỡi như này. Đấy, nha. Cái con này thì nó cũng rất dễ nổ thôi, cũng không có gì cả. Hơi ngon. Hơi ngon này. Đấy. Hơi rất ok nhá. Dễ quay tít mù kìa. Rồi. Ok nhá. Rồi. Lại đây. Đấy. Ok nhá. Đấy. Cái con này con M13 nhá, Mazu 23cc tum giờ. M13. M13. Con này tính cho bác giá là con này vỏ hơi xấu tính cho bác giá 1 triệu nhá. 1 triệu. Đấy, vỏ hơi xấu tính cho 1 triệu. Bình thường nó đẹp nó phải tầm 1.3 triệu, 1.4 triệu, 1.5 triệu, 1.6 triệu nhá. Đấy, chuẩn rồi. Ok. Tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Lên cho bác cái con này cho bác về tự dọn này. Đấy, bên em là nó cũng không có nhiều thời gian đấy. Đấy. Thành ra là chưa kịp dọn đấy. Thế con này thì bác về tự dọn là ngon tuyệt vời luôn này. Đấy. Con Mitsu 26cc nhá, TU26 này, dòng VIP đấy. Mitsu TU đấy. Đấy. TU với TL là bán ngang nhau đấy nha bác nhá. Đấy. Con này thì vỏ VIP đẹp ok này, không bể vỡ gì này. Đấy. Màu đỏ au luôn, chế của nó chế con Brazil nguyên bản nhá. Tum rời luôn. Đây, hậu giang này. Hậu giang này, cái gì đây? Tum đẹp luôn này, tum nhôm này, cần tum đẹp luôn. Công tắc đây này. Đấy. Tay cầm của nó đây. Đây, 26 đây. Đấy, Mitsubishi đây. Đầu bò chấn kẹp bao đầy đủ nhá. Đấy. TU 26 con này hơi tốt này, có trợ lực luôn này. Đấy, hơi rất tốt luôn. Đấy. Đấy bác nào lấy là bên em kiểm bô, mở kiểm bô cho đàng hoàng nhá. Những cái dòng đắt đắt này là mở một kiểm bô luôn. Không phải suy nghĩ. Đấy. Rồi. Kiểm bô. Con này đẹp đấy, vệ sinh nên là đẹp nhá. Đấy. Bên em cũng chưa có thời gian làm đâu, M14 nhá. M14 này, các bác về tự làm này. Con này tính cho 1.6 triệu nhá. Đấy, 1.6 triệu. Về tự xử thôi. Rồi tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo lên cho bác một con Mazu này. Con này phải nói là siêu đẹp luôn. Đây là bình xăng zin này, trắng phau luôn này. Đấy. Đấy, nhìn cái màu đẹp rồi. Màu này đẹp nhất trong các loại. Tum trắng phau luôn nhá. Đấy, bình xăng zin này. Mazu 20cc nhá, nòng 30 ml. Cần tay lái này. Đầu bò vẫn còn một cái con dao nữa này. Đấy. Con này thì nổ cái ngon rồi, không phải suy nghĩ. Nổ quá là tuyệt vời luôn. Bình xăng zin nó trắng thế này thì bác biết mức độ con máy nó đẹp như nào. Đấy, nói chung con này thì không phải suy nghĩ đâu. Các bác chỉ việc xuống tiền nữa, bảy màu bằng óng này. Đẹp á. Không phải suy nghĩ nhá. Đấy, nó phải thế chứ. M15. M15. Con này đẹp nhá, M15. Con này tính cho bác 1.1 triệu nhá. Đấy, các bác về là dùng thôi. Rồi tiếp tục đây. Em có một con tiếp theo nhá. Tiếp theo có một con máy thuộc cái dòng gọi là VIP, siêu VIP đây này. Đó chính là cái con G3K này. Con G3K này. Đấy. Con G3K. Đấy. Con này thì nó hôm trước là bán rồi đấy, nhưng mà kiểm tra thì nó lại bị xước trái nhẹ nhá. Xước trái nhẹ. Tức là kiểm tra xước trái bít tông thôi, xước trái nhẹ. Thì bên em đã cho thợ dọn nổ và nói chung là trả trái nó ngon lành rồi. Nó chỉ xước nhẹ thôi. Đấy nhá. Xước trái nhẹ. Đấy, nói chung là các bác về xài bình thường thôi, ngon lành luôn. Nòng nước thì nó chỉ gọi là lem lem nhẹ thôi, không có gì cả, chỉ đánh sơ đi là nó ok thôi nhá. Đây, cần zin nguyên bản đây. Đây, lưỡi điếc đây, nói chung là rất dễ lổ thôi. Đây, dọn lên thì nó vẫn chạy rất là ok, không có cái gì cả. Đấy, nòng zin, bít tông zin vẫn của nó luôn nhá, hơi vẫn ngon. Đấy. Ok nhá. Đấy. Ra lên tí thôi. Đó.
quay pitbull đây. Vẫn ngon lành luôn nhá. Đấy. Rồi. Đấy. Ok các anh nhá. Đấy, ok nhá. Thế là có, nói chung là các bác về vẫn xài bình thường ngon lành đấy, không vấn đề gì cả. Đây, chạm công tắc đây. Chạm công tắc nhá. Ok nhá. Thế thì mình vẫn cứ xài bình thường thôi, không có gì cả, rất là ngon nhá. Là 34cc, nòng à, con này 36 ly. Đấy. Thì đương nhiên rồi, nếu mà nó còn ngon, còn gì là ấy là thì nó phải rơi cửa tầm trên 3 củ nhá, trên 3 củ. Thế còn này thì là đấy là tình trạng này bên em nói cho bác như thế rồi, thì vẫn là dùng rất ok nhá, lòng vẫn đẹp, vẫn ok, ngon này. Đấy, chính xác là thế. M16 nhá, con này tính cho bác xem nào, 1.8 đấy. Đấy, 1.8 nhá. Đấy, bằng giảm bằng nửa giá trị, được chưa? Nếu bác nào mà kiếm bộ nòng nữa thì thay thì đúng bài luôn, zin nhá. 1.8 thì hơn bán xác tí, ok nhá. M16 là 1.8 này. Tiếp tục đây, em có mấy cái con này là chủ yếu là cho bác về tự dọn này. Đây có con này đẹp quá, bác về tự dọn này, xúc rửa bình xăng con thì là chạy thôi. Mấy con Tanaka chữ A này, con này vỏ biếc đẹp này, màu đỏ tươi luôn. Đấy, tum tiếc ngon lành luôn nhá. Tanaka chữ A, đấy đẹp nhá. À, tay lái zin nguyên bản, cần kiếp đầy đủ này. Đấy. Hơi thì bao ngon luôn, không phải suy nghĩ. Đây. Hơi chắc lịch nhá. Đó, con này khỏi phải suy nghĩ đi. Các bác về nói chung dọn rửa, xúc rửa bình xăng con chạy thôi. M17 nhá. Con này 22cc này. M17. M17, con này tính cho bác vẫn như thường lệ thôi. Những cái con đẹp đẹp này thì giá của nó rơi cửa tầm tính cho bác 850, được chưa? 850. Ok. Rồi tiếp tục đây. Em lên cho bác con tiếp theo nhá, lên cho bác con dòng siêu VIP này. Con này chính xác nó là con siêu VIP này. Nó chính là con Komatsu cô bướm nhá, 2610 này. Đấy, bác nhìn cái màu đỏ của nó này. Đấy chưa? Bình xăng này, bình xăng zin này. Đẹp như này. Đấy. Tum đằng này nhá. Này. Đấy. 26. Đẹp. Đấy. Cần tay lái zin nguyên bản đây, thấy chưa? Đấy, 26 đời Mazu. Chung con này đẹp rồi, con này thì thuộc dạng đẹp đấy. Nên nó chỉ có hơi cấn cấn chỗ này tí thôi này. Đấy, nhưng không bị bể gì đâu nhá. Đấy. Đấy hơi này. Rồi, con này rơi giật này, để xem nhìn cái rơi giật này. Đây nhà máy bên em chưa có xịt rửa nước gì đâu nha, để cho nó nhìn cho để bác nhìn một cách gọi là chi tiết nhất về máy. Tức là hiện thực đó. Hiện thực nó chuẩn nhất về con máy bãi nhá. Đấy. Nhiều nơi là họ xịt lọ gì xịt rửa đi là nhìn nó sáng đẹp. Nó cũng dễ bán hơn rất nhiều đấy. Đấy. Nhưng mà ngược lại thì bác mua hàng thì nó sẽ không được chuẩn cho lắm. Đấy. Nhiều con xịt ra rất đẹp nhưng mà nó lại không đúng với cả cái máy. Thì cái này thì bác nhìn trực quan nhất này. Đấy. Rất ok nhá. Này thì khỏi phải bán luôn. M18. M18. Con này tính cho bác giá 1.7 triệu nhá. Đấy. 1.7 triệu. Tiếp tục này. Đây lên cho bác con tiếp theo này. Tiếp theo là lên cho bác con Tanaka chân trống. Tanaka chữ A chứ quên. Con này được cái khỏe này, máy 24cc này. Bình xăng còn trắng này. Đấy. Có cái chỗ vỏ chỗ này hơi bị ấy một tí này, nhưng không sao nhá, không ảnh hưởng gì cả. Mặt đằng này đẹp luôn. Đây. Đấy, đằng này đẹp, thế này đỏ này. Đấy. Bình xăng trắng không bể vỡ này, tay cầm zin nguyên bản này, vẫn còn một cái lưỡi nữa này. Đấy. Thì nó cũng rất là ok thôi, 24cc. Đây là trắng này. Đấy. Đấy, con này thì khả năng các bác về đổ xăng nó lổ thôi, vì nó rất là mới nhá. Bú bơm vẫn ken két luôn này. Đấy. Ok. 24cc, M19. M19 con này hơi tiếc tí là hơi xuất tí này tí này, M19 này. Nó con này được cái khỏe nhá. Con này tính cho bác 800k chứ. Đấy thì bác về nói chung về xài thôi chứ
cũng về xúc rửa qua chế là chạy thôi. Đấy. 20 nhá, 20 lên cho bác con này này. Con này thì con Mazu quá đẹp luôn này. Mazu 23cc. Chụp giật trợ lực này, to này. Màu xanh, áo màu xanh đẹp này. Được cái cả tum giấy nữa chứ. Đúng là hết nước chấm rồi. Đấy nhá. Đẹp tuyệt vời luôn. Đấy mai nắp cho bác đầy đủ thêm cái tay lái nữa nhá. Đấy. Hơi thì khỏi chê. Đây giật trắng sáng này. Đấy. Chụp giật trợ lực nhá. Rồi, con này đẹp đấy. Mazu 23cc. Nòng 32 ly, tum giờ. Giật trợ lực M20. Con này bao hơi lửa nhá. Con này tính cho bác giá là 1 triệu vì con này là tính cho 1 triệu mốt đi bán cho nhá. Ok. Rồi tiếp tục đây. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo lên cho bác một con Tanaka chữ A này. Đấy, Tanaka chữ A. Con này là 22cc này. Đấy. Con này vỏ viếc ok này, trông hơi bạc vỏ ngon nhá, không có đấy, vú bơm chưa rách này, còn trong đấy, con này khả năng đổ xăng đổ luôn thôi. Tình trạng mới đấy, vỏ không bể vỡ gì luôn này. Đấy. Tay cầm zin nguyên bản nó thế này nhá. Đấy. Và vẫn còn một cái lưỡi kìa. Đấy, tay cầm một tay. Con này thì đẹp rồi, nói chung đẹp đấy. Dây giật trắng này. Rồi, dây giật trắng sáng nhá. Ok. M2 mấy đây? M21 nhá. M21 con này tính cho bác con này tính cho bác 700k đi, bán cho nhanh. M21 700k. Bán cho nhanh. Rồi tiếp tục đây. Em lại lên cho bác một con tiếp theo là một con thuộc dòng siêu VIP nhá. Con này là dòng siêu VIP này. Con này chính xác nó là con Komatsu Komda nhá. À, Made in Japan này. Đấy. Chính xác con này là vừa đè vừa giật, vừa giật vừa đè, thì nó có chụp giật đây này. Đấy. Nhỏ tí này, đấy. Đẹp. Con này tum nhôm nhá. Đấy tum nhôm này. Đấy không? Đấy, bị đây. Đẹp tuyệt vời, luôn, vỏ không bể vỡ gì nhá. Đây, củ đề pin đề này. Đấy, công tắc này, đấy. Ok chưa? Con này 2650 này, 2650 nó ngon nhá. Đấy, tuyệt vời. 26cc 34 ly. Komatsu vừa giật vừa đè. Rất tuyệt vời. Vú bơm không rách kìa, vú bơm chưa rách luôn này. Mình như vẫn còn xăng sao? Không, hết xăng rồi. Đây nắp vẫn còn ướt này. Cái này khả năng về mấy con này khả năng đổ xăng các bác về là đổ xăng là chạy thôi. Vì nó còn mới lắm. Bây giờ đè đây. Đấy, hơi ngon nhá. Đấy. Đấy. Rồi, ok. Quá tuyệt vời rồi. M22. M22 con này tính cho bác giá là 1 triệu với con cung đề là tính cho bác giá 1,5 triệu nhá. Đấy. Đấy, 1,5 triệu. Đấy. Vừa giật vừa đè. Ok, tuyệt vời. Tiếp tục này. Có con Mazu siêu đẹp này, con này hàng chưa dọn này mà nó gần như máy mới này. Nhá. Con này nhìn bình xăng này. Con gì để nói nhá. 20cc, dòng 30 ly. Dòng Mazu màu xanh, tum trắng này. Con này khả năng đổ xăng đổ luôn thôi, vú bơm chưa rách này. Đấy. Rồi, mai lắp cho bác đầy đủ tay lái nhá. Đấy, nó vẫn trên nó vẫn còn mấy bát cước cả. Đấy. Ok, tuyệt vời đấy. Ốc 7 màu này. Hơi này dây giật này, phải phao này. Thôi con này chắc không xăng đủ luôn thôi chứ. Đúng luôn. Dễ lắm. M23. M23 quá đẹp nhá. Tôi tính cho bác giá là 1 triệu bao nhiêu được nhỉ? Con này đẹp quá, tính cho bác cứ tính cho bác giá 1 triệu đi, bán cho nhanh. Rồi ok. Tiếp tục này, em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo lên cho bác một con thuộc dòng gọi là Mitsubishi nhá. Mitsubishi TL23 này. TL23 đây, bác nào hỏi Mitsubishi này con này luôn nhá. Dòng VIP đấy. TL23 230 này, chế của nó chế quần vừa dầu 2 kim này. Mà nhìn nó vẫn còn ướt này. Chứng tỏ con này vẫn khả năng vẫn hoạt động đấy. Đây vú bơm này. Vú bơm còn trong luôn này. Đấy. Thế là 23 con này còn mới lắm. Nhưng còn đi xăng con này khả năng đổ xăng đổ luôn đấy. Đấy. Đấy, đẹp nhá. Con này ok đấy, tuyệt vời. Tay cầm zin nguyên bản này, đầu bò này. Chấn cỏ này. Chúng còn mấy con này khả năng em dự đoán 90% đổ xăng đổ luôn. Thôi. Con này dây giật còn trắng này. Đấy, ngon đấy. Cực kia. Ok, tuyệt vời luôn. M24 con này tính cho bác 1,3 triệu nhá.
Đấy, các bác về tự xử thôi. Đấy, đổ xăng khả năng đổ luôn thôi. Mitsubishi TL231 nhé. À 23. TL23. Mitsubishi TL23. Ok. Em lên cho bác con tiếp theo nhé. Tiếp theo lên cho bác con này thì phải nói là không cần hết nước chấm luôn. Đó chính là một con Tanaka chân trống. Các bác thể là nhìn bình xăng zin này. Đây là bình xăng zin nhé, chứ không phải lô đâu. Các nhìn lên nhìn chuẩn nhé. Đấy. Ui vú bơm vẫn bơm ken két luôn. Con này trắng này. Ui tùm. Đó áo luôn. Chắc con này cũng không còn gì để nói nữa rồi. Cần tay lái này. Đẹp này. Quá đẹp luôn. Con này 21cc này. Con này phải nói là hết nước chấm rồi. Ôi giời ơi dập này. Rồi ôi. Chắc có lẽ là không còn gì để nói. M25. M25. Con này như mấy thùng này. Tính cho bác 1 triệu 1 triệu 3 nhé. Quá đẹp luôn. Rồi ok. Tiếp tục này, lên cho bác con tiếp theo. M26 này. M26 lên cho bác con này thôi. Con này là con rất là đẹp. Nó là con Robin cổ ngỗng 23cc. Đấy. Chế của nó chế VIP luôn này. Quân bờ rồ ne đỏ này. Còn ne đỏ này. Đấy. Vú bơm chưa rách luôn này. Có khả năng đổ xăng đủ luôn. Vú bơm chưa rách. Đây. Bình xăng trắng này. Mặt thằng này đẹp này. Thấy không? Đấy. Đây, tay cầm zin này. Đấy. Đấy. Cầu bò chắn kẹp đầy đủ nhá. 23cc và nòng của nó là 32 ly nhá. Robin cổ ngỗng. Rồi, con này giờ hơi tốt này. Đấy, giờ hơi rất tốt luôn. Rồi, ok nhá. Chắc con này không còn gì để nói. M26. M26 con này tính cho bác giá là... Con này tính cho bác bao nhiêu được nhỉ? 900k. Đấy, các bác về tự xử nhá. 900k. Rồi, nên cho bác con cuối cùng con Mitsubishi TM24. Con này tung giờ nhá. Con này thì bác có thể là về gắn đầu này gắn xịt thuốc này. Đầu tung 260. Chế của nó chế VIP này. Con bờ rồ hai kim này, thấy không? Con này vỏ đẹp không bể vỡ này. Cần nó cũng đẹp luôn này, cần tung nhôm này. Đấy. Rồi, ok, con này khá đẹp đấy. Ở trên vẫn còn một cái bát cước to chở bã này. Rồi. Con này là 24cc nòng 32 ly. Đây là trắng sáng này. Đấy. Rồi, ok. Con này là con M27. M27 này. Con này tính cho bác 9,5 nhá. Đấy, các bác về tự xử thôi. 9,5. Đó, nên tạm cho bác 27 con thôi. Còn video nó đã dài rồi. Em xin kết thúc video tại đây đi. Bác mua hàng liên hệ với em theo số kia nhá. Rồi, cảm ơn các bác xem video.